Lời đầu tiên cho phép phụ kiện audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập và theo dõi kênh YouTube của phụ kiện audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong video clip ngày hôm qua thì phụ kiện audio đã quay lên giới thiệu đến quý vị và các bạn một combo củ loa giờ để đóng loa 3 đường tiếng. Thì ngày hôm nay tiếp tục lại là một combo nữa, nhưng mà combo này là combo đóng loa 2 đường tiếng. Các bác và anh em có thể đóng loa buxel nhỏ nhỏ để chúng ta làm loa nghe nhạc, hoặc là những cái cấu hình như này thì các bác và anh em hoàn toàn có thể làm một cặp loa karaoke nhỏ nhỏ tại gia đình của mình nhá. Và đầu tiên này mà là về dòng loa 2 đường tiếng ở đây thì phụ kiện nó sẽ sử dụng là một củ loa mid bass, gọi là củ loa mid bass các bác và anh em nhá. Mid bass có nghĩa là có thể hiện cả dải mid và cả dải bass trên cả chung một cái củ loa luôn. Và cái dòng loa này là của Pioneer sản xuất với cái model sản phẩm là P8816 này. Cái này thì có độ nhạy là 90 decibel, trở kháng là 8 ohm và công suất max trên một loa là 100W các bác và anh em nhé. Đó, đây là về cái tổng quan cái sản phẩm bên ngoài, gân cao su này đàn hồi rất là tốt. Đó, cái dải bass đánh cũng khá là lực, khá là ổn với cái dòng loa mid bass này. Đây có hai cầu âm dương này, cộng trừ đánh dấu rõ ràng các bác và anh em nhé. Khung toàn bộ là khung kim loại hết. Nhện của loa này. Đây là phần nhện của loa và đây là cái phần củ từ. Các bác và anh em thấy cái phần củ từ nó cũng khá là to và phần từ này khá là dày các bác và anh em nhé. Và về tổng quan cái sản phẩm nó sẽ là như thế này. Đây là củ loa mid, cái đường kính bên ngoài là 16 phân, khoảng 16 phân, nó mid 16, mid bass 16 các bác và anh em nhé. Và khi mà phân cái dòng hai đường tiếng sẽ gồm thường là một củ loa bass, một củ loa chép, hoặc là mid bass và củ loa chép như này. Thì ở đây sẽ có ba cái loại loa chép để cho các bác và ba cái mẫu loa chép để cho các bác và anh em có thể tham khảo. Đầu tiên là về có một cái dòng loa chép giấy này. Cái chép giấy thì tiếng chép nó tơ nhuyễn, nó sáng tiếng tí tách các bác và anh em nhé. Đây là cái dòng chép ở đây, dòng chép giấy em lựa chọn để phối ghép về cấu hình này sẽ là BMB, dòng loa chép tháo thùng của BMB các bác và anh em nhé. Dòng loa chép tháo thùng của BMB gặp chép giấy như này. Tí nữa thì em sẽ cũng sẽ test từng cái cấu hình một, ví dụ là đôi này ghép với cả một đôi chép giấy, đôi này ghép một đôi, hai đôi này nữa. Đó, sẽ test từng cái cấu hình một để cho các bác và anh em tham khảo, sẽ giới thiệu qua hết một lượt. Đó, đầu tiên là một cái cấu hình là các bác và anh em có thể ghép với cặp loa chép giấy này thì rất là phù hợp với các bác và anh em nào mà ở trong phòng ngủ nó đóng loa buxel này, chúng ta làm loa nghe nhạc những cái dòng nhạc như là dòng nhạc bolero, nhạc vàng thì những cái tiếng chép nó lanh canh tí tách rất là sáng tiếng. Phải nói là cái dòng chép giấy của BMB thì các bác và anh em chơi âm thanh cũng đã nghe qua và nghe qua về cái thương hiệu của nó và cũng đã nghe thử một số lần về cái dòng loa chép này thì rất là hay các bác và anh em nhé. Và tiếp theo cái dòng loa chép nữa thì là của Pioneer sản xuất. Cái dòng loa chép này thì cái tiếng chép nó sẽ đanh tiếng hơn một chút để cho các bác và anh em muốn đóng những cặp loa karaoke, chính xác là đóng những cặp loa karaoke để cái chép này nó sẽ phù hợp hơn. Mặc dù cái chép giấy đấy cũng có thể hát karaoke các bác và anh em nhé, nhưng cái dòng loa nếu mà để thuần về hát karaoke thì cái cặp 8802, đây là cặp 8802 của Pioneer này, công suất 100W này, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 91 decibel, P8802 của Pioneer sản xuất. Đây là một, cũng là một cái cấu hình nữa cho các bác về cái tiếng chép của 8802 thì nó sẽ đanh tiếng và sắc tiếng hơn một chút nhé. Và tiếp theo một cái dòng chép cuối cùng mà phụ kiện trong cái combo này thì sẽ là một cái dòng loa chép từ neo của JBL. Phải nói là cái dòng chép từ neo của JBL thì sau khi mà chính thức mở bán, phụ kiện nó quay lên giới thiệu chính thức mở bán thì nó là rất nhiều các bác và anh em mua những cái củ loa rời này, và thậm chí các bác và anh em thích mà cũng có mua cả chân sắt cả phân tần về để ghép chung với bộ dàn. Rất là cái tiếng chép của dòng từ neo thì nó phải nói là rất đặc biệt, nó khác hoàn toàn so với từ thường. Đó, khác hoàn toàn đúng không? Ở đây thì sẽ là sử dụng một cặp chép từ neo nhỏ này thôi, nhỏ như này thôi các bác và anh em nhé, nhưng mà cái tiếng cho ra nó phải nói là rất là, phải nói rất là uy lực. Giống những cái từ để miêu tả các bác nó rất là uy lực. Đó, cái tiếng chép nó thể hiện rõ ràng chuẩn giải như nào về dòng chép từ neo của JBL này. Rồi, và vừa xong thì em vừa giới thiệu tổng quan qua những cái củ loa. Và tiếp theo mà để đóng loa thì chúng ta cần phải thêm một cái bo mạch phân tần. Mà cái bo mạch phân tần em lựa chọn trong cái cấu hình ngày hôm nay sẽ là cái PA2T. PA2T phòng phân tần 2 đường tiếng. V kép là bát này, T là chép này. Các bác anh có thể đấu một bát và hai chép nhé. Phần in là đường vào này. Cái dòng phân tần này thì các bác anh em chơi thoải mái, nghe nhạc karaoke đều hay. Bát thì y lực, chép thì tơi nhuyễn nhé. Và có cả rất nhiều những tụ điện này, trở xứ này, quận cảng này, đó, tụ điện này, tụ lọc này để bảo vệ loa, đặc biệt là bảo vệ cho loa chép, tránh cái tình trạng gọi là các bác và anh em hoạt động bất công suất, nó quá công suất điện nó vào mạnh quá nó sẽ gây là, đặc biệt là do với cả loa chép rất là hay đứt, bởi vì cái mạch phân tần nó cản không đủ. Những cái mạch phân tần của PA thì họ làm hoàn chỉnh rồi,
cái cấu hình hôm nay thì em sẽ lựa chọn cái da mọc bạch phân tần này để giới thiệu đến tất cả các bác và anh em. Tất nhiên rồi, chúng ta đầu tư những cái thiết bị nó tốt một chút thì chúng ta chơi, chúng ta nghe nhạc nó được bền, những cái thiết bị nó bảo vệ những cái thiết bị tốt, đặc biệt là về những cái dòng phân tần này, nó quyết định quan trọng nhất, nó vừa chia dài và nó sẽ bảo vệ loa tốt hơn rất là nhiều các bác và anh em nhé. Rồi bây giờ em sẽ test từng cái cấu hình một. Đầu tiên em sẽ test cho các bác và anh em nghe chép giấy trước nhá. Để em lấy các chép giấy em ghép vào. Bây giờ em sẽ bật nhạc đây. Vừa xong em vừa test một cấu hình kèm chép giấy thôi. Bây giờ em tiếp tục chuyển sang cái mẫu bên cạnh là mẫu 8802 các bác và anh em nhá. Đó, và tiếp tục đến cái dòng 8802. Cái dòng này thì nó sẽ tiếng chép nó sẽ đanh, nó sắc tiếng hơn một chút các bác và anh em nhá. Xong là dòng 882 và cái dòng cái cấu hình cuối cùng ngày hôm nay em sẽ ghép là cùng một cặp củ từ neo của JBL này nữa. Đấy, bây giờ em sẽ đấu nối cái sản phẩm nhá. Bây giờ sẽ đến cái dòng từ neo các bác và anh em nhá, dòng từ neo. Đó, vừa xong em đã test cả 3 cấu hình để cho các bác và anh em chúng ta có thể tham khảo. Đó, và em sẽ xin phép được báo giá cụ thể trong cái video này từng cái combo một để cho các bác và anh em chúng ta có thể tham khảo nhá. Đầu tiên là một combo gồm một cặp bát mid bát 16 này, một bộ một cặp phân tần này, một đôi chép từ neo hiện tại đang nghe luôn, có mức giá là 2.650.000 đồng một combo như này các bác và anh em nhá. Combo này tiếp theo là đến dòng chép giấy này, chép giấy này sẽ là 2.150.000 và chép 8802 sẽ là 2.250.000 đồng nhé. Các bác và anh em cần tư vấn thêm về những cái mẫu như này xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại đang ở giữa màn hình đây, đó 0835318889, nhắn tin hoặc là gọi điện, hoặc là quý vị và các bác và anh em chúng ta có thể kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái dòng sản phẩm này cho các bác và anh em. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video clip của Phụ Kiện Audio. Hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em trong những video clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.